Xin chào mọi người, hiện nay mọi người cũng đã thấy thì trên thị trường các hãng smartphone Android đã trang bị cho điện thoại của họ các RAM khủng lên tới là 16 hay thậm chí là 18 hoặc là 20 GB. Trong khi đó những mẫu máy của iPhone đến thời điểm hiện tại Trong khi đó thì những mẫu iPhone của Apple tính tới thời điểm hiện tại với model cao cấp nhất đi cũng chỉ có 8 GB mà thôi. Nhưng sắp tới đây để cho bằng bạn bằng bè một chút thì có lẽ là Apple cũng sẽ nâng cái con số này lên cho những chiếc iPhone mới của mình. Vào năm 2025 thì chúng ta sẽ có RAM là 12 GB trên những mẫu iPhone 17 Pro và 17 Pro Max. Cụ thể như thế nào thì hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Vào thời điểm hiện tại, nếu như các bạn đang có nhu cầu muốn tham khảo iPhone, cụ thể là những mẫu iPhone 15 Pro hay là 15 Pro Max thì có thể ghé qua Di Động Mỹ, link mình sẽ để phía dưới phần mô tả của video. Và đầu tiên thì chúng ta cũng sẽ nói qua một chút về lý do tại sao mà iOS thì lại có rất ít RAM, trong khi thì những mẫu máy Android thì lại sử dụng nhiều RAM như thế, để mọi người có thể hiểu được phần nào nhé. Ngay từ đầu thì Android đã được thiết kế để dành cho rất là nhiều vi xử lý này, nhiều nhà sản xuất cũng như là nhiều cấu hình khác nhau. Chính vì thế mà Android đã sử dụng máy ảo Java để có thể biên dịch mã hoặc là viết lại cho những cái hệ thống khác nhau này. Mà máy ảo Java thì rất là phức tạp và tốn rất là nhiều RAM để có thể quản lý được các quy trình cũng như là các mã đang được thực thi. Thêm vào đó thì các ứng dụng trên Android ngày càng nhiều và ngày càng phát triển nữa, đòi hỏi điện thoại phải có nhiều RAM hơn để có thể hoạt động được. Còn iOS thì lại ngược lại. Các bạn có thể thấy rằng là Apple hoàn toàn kiểm soát cũng như là độc quyền hệ sinh thái của iOS. Thêm vào đó thì iOS cũng được thiết kế riêng cho những cái sản phẩm của Apple, mà cụ thể ở đây là những chiếc iPhone. Do đó mà các nhà phát triển ứng dụng có thể dễ dàng tùy chỉnh các mã chỉ cần dựa theo những cái thông số kỹ thuật của sản phẩm mà không cần phải thay đổi quá nhiều. Ngoài ra thì cách quản lý cũng như là tối ưu RAM giữa Android và iOS cũng sẽ khác nhau các bạn ạ. Các bạn có thể thấy rõ điều này trong quá trình mà các bạn sử dụng điện thoại, đặc biệt là với những bạn nào mà đã trải qua cả iOS cũng như là Android rồi, thì các bạn có thể thấy rõ rằng là những ứng dụng của iPhone thường được duy trì, tức là nó sẽ không bị tắt sau một khoảng thời gian mà chúng ta không sử dụng nữa. Và ngược lại thì các thiết bị Android thường sẽ yêu cầu chúng ta phải tải lại ứng dụng, đúng không? Ngoài ra có một cái yếu tố rất là cơ bản cần phải nói luôn, đó chính là với Android thì đây là một nền tảng mã nguồn mở được rất nhiều OEM tùy chỉnh và phát triển thêm các cái tính năng bổ sung, và tất cả những điều này sẽ làm gia tăng số lượng về tiến trình cũng như là tiêu thụ RAM nhiều hơn. Trong khi đó thì bản thân iOS sẽ chỉ có một Apple kiểm soát, và họ kiểm soát rất là tốt, rất là kỹ lưỡng và gắt gao, và còn rất nhiều lý do khác để dẫn đến cái việc là iOS thì ít RAM hơn, còn Android thì nhiều RAM hơn. Thì đơn cử là iOS sẽ không cần máy ảo với tính năng dịch mã như Android, tất cả những ứng dụng thì sẽ được biên dịch thành mã gốc và mã đó sẽ được thực thi trực tiếp trên phần cứng, nghĩa là RAM sẽ sử dụng ít hơn. Thêm vào đó, RAM trên Android thì do hệ điều hành xử lý, còn RAM trên iOS thì lại do trình ứng dụng xử lý. Thay vì là cho phép các ứng dụng chiếm nhiều RAM và giải phóng nó khi không sử dụng, thì iOS sẽ tự động phân bổ và thu hồi RAM khi cần thiết. Và tất tần tật những cái điều đó là lý do mà vì sao những chiếc máy chạy iOS thì lại tốn ít RAM hơn mà vẫn mượt mà so với những mẫu smartphone Android sử dụng rất là nhiều RAM, đúng không nào? Quay trở lại với thông tin về iPhone, sắp tới đây sẽ có 12 GB RAM. Cụ thể là vào năm 2025 thì Apple sẽ mang đến cho chúng ta khá là nhiều những cái nâng cấp trong iPhone 17 series. Chẳng hạn như với 17 Pro hay là 17 Pro Max thì các bạn sẽ có RAM lên tới là 12 GB. Còn với những mẫu iPhone 17 và 17 Plus tiêu chuẩn thì cũng sẽ khởi điểm từ RAM là 8 GB để có thể sử dụng được Apple Intelligence. Thì đây là cái cấu hình cơ bản nhất để cho chúng ta sử dụng được cái tính năng AI này của Apple, đúng không? Và nếu như chúng ta có 12 GB RAM trên những chiếc iPhone 17 Pro series thì đây là con số lớn nhất từ trước đến nay, chưa từng có mà Apple mang lên những mẫu iPhone của mình. Bên cạnh đó thì những cái phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn bao gồm 17 và 17 Plus sẽ có màn hình LTPO với tần số quét cao lên tới là 120Hz, hay là Apple gọi là ProMotion đấy. Còn để giải thích lý do vì sao mà những chiếc iPhone 17 Pro, 17 Pro Max phải được trang bị RAM lên tới là 12 GB, thì ông Ming Chikuo có nói rằng là trong tương lai Apple sẽ hướng đến một mô hình ngôn ngữ LLM, Apple Intelligence, với 7 tỷ tham số, và điều đó sẽ yêu cầu ít nhất thêm khoảng 2 GB RAM nữa so với mức tối đa hiện tại của iPhone. Thêm vào đó thì các mẫu iPhone 17 Pro series chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở một hay là hai camera có 48 MP nữa đâu, mà sẽ là bộ ba camera đều có cùng thông số là 48 MP và có khả năng thay đổi khẩu độ vật lý nữa. Chính vì vậy mà 12 GB RAM sẽ là một trong những yếu tố khá là quan trọng ảnh hưởng đến khả năng nhiếp ảnh của những mẫu iPhone 17 Pro sắp tới đây. Và với những nâng cấp như vậy là chúng ta có thể thấy rằng là Apple đang gọi là thu hẹp cái khoảng cách về con số RAM so với những mẫu máy smartphone Android trên thị trường
trường. Thêm vào đó là cả những mẫu camera phone của các hãng như kiểu là Oppo Find 7 Ultra hay là Xiaomi 14 Ultra có những cái hệ thống camera rất là khủng với rất là nhiều những tính năng, đúng không nào? Đó, hy vọng rằng là với những cái nâng cấp sắp tới đây thì Apple sẽ mang đến cho chúng ta một mẫu máy thực sự là vượt trội. Nhưng mà cái này phải chờ đợi đến 2025 đấy nhá. Ok, và các bạn có cảm thấy hào hứng và mong chờ về cái việc mà iPhone sẽ có 12GB hay không thì comment chia sẻ phía dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.